Bữa đó bù chưa bù vậy đúng không anh trai? Có một muối hai muối gì sượng sượng em chưa bù đúng không? Mày bù đúng không? Em gì chứ em nhớ hết á trời. Bán sao, bán sầu riêng sao mà anh đến mua xong rồi về nhà mà vợ cưng anh á là bữa sau anh mua tiếp. À, cái này là cưng chắc rồi. Sao thì tới khi nào là hết bù? Dạ cái này giờ tới Tết á anh. Đâu nói chung là tới Tết xong lại vô lại mùa thuận rồi. Tháng tư à? Dạ. Ở miền Tây mình ngon rồi. Dạ. Đúng rồi, sầu riêng. Rồi hơn chút xíu rồi anh em. Năm trăm chín mươi lăm, năm trăm chín mươi rồi trời ơi. Năm trăm chín. Cô kiếm cái nào cho béo cho cô. Béo mà cô ăn mềm á thì nó đâu có mềm được cô. Em bù cái em bữa em chăng. Bù luôn. Bù luôn các bạn. Quá dữ. Rồi cho anh em ăn luôn bột. Hút cho không cho anh. Ờ, cái gì phải chia ra hút. Nói chung béo á là cái nó khô lắm nó mới béo nhưng mà cô thích ăn mềm á, cái khẩu vị cô nó không ra được đó cái. Không, cô thích ăn khô hơi là mềm nhưng mà lại béo. Nhưng mà thái đầu tiên á thì là nó vàng chứ lắm mà cô cũng không đồng ý nó ta à, cái này ca này. Nói chung là con sẽ cho cô thử hai trái. Được thì mình tiếp tục. Đây, khô rồi nó sẽ béo nhiều. Nó ngọt ít chứ cái nào cô kem ngọt nhiều mà béo nhiều mà mềm nó thì chắc khó. Ok không? Rồi, trời cơ vậy con hẹn cô bữa khác luôn. Con cũng hết phép rồi, bữa nay lâu thời gian nó được kẹt rồi. Rồi, cô thấy ổn không? Không ổn thì hẹn bữa khác cũng sẽ hết. Đây được sầu riêng cái gì được khô vậy? Đúng rồi, nó khô. Khô là nó béo nhiều. Ta muốn khô thì mình lấy cái mềm nữa đi anh Trang. Tiếp tục cái này đi anh. Cái mềm nữa. Rồi con cứ suy nghĩ đi. Con thì nó riêng nó chỉ được chạy thôi à, chứ còn muốn theo mà chẩn tâm tâm ý với cô thì con biết sao. Béo là nó vừa chín tới nữa, béo nhưng mà nó ngọt hết cô. Rồi nó cơm nó khô lắm. Mười bảy ký rồi đó nè. Còn béo nhiều rồi có mấy cái hàng mà trùng bò đồ thôi à, chứ cái loại này nó chỉ được chạy thôi con. Dạ. Ok không anh? Ok. Cô béo nhiều rồi chứ còn phải ăn sữa hạt lép hay trùng bò. Sữa hạt lép nó mới béo nhiều mà nó mềm nữa. Mua trùng kinh kia là béo nhiều kìa. Hôm nay là chỉ có ri thôi. Ri nó sẽ nghi vừa ngọt nhiều hơn ha. Cái này ngon lên chưa? Cái khẩu vị của con hơi bị khó anh. Tái nãy là tái đầu tiên là em thua ra nãy vàng tươi là con không chịu là em biết rồi. Cái khẩu vị của con ăn sữa hạt lép á. Nó phải mềm mà nó phải béo. Nó béo lắm mà nó mềm. 12 giờ trưa rồi. Cái đồ cại đâu rồi ta? Kìa bên kia kìa, lâu lấy giùm em lâu. Rồi, rồi, rồi. Rồi, nó ra rồi. Nó ra rồi anh. Nó ra rồi. Nói gì sai cười cười vô. Dạ không, anh nói đúng em mới cười á, chứ nó sai cự rồi chứ. Tôi nói là không có suy nghĩ, cười mới suy nghĩ. Không, anh nói đúng em mới cười mà. Ok không anh trai? Đủ rồi, mình 9 kg cho anh trai. Đủ rồi. Mình đang thắc mắc là sao anh mua không mua chẳng mà anh mua 19 kg anh thích số 19 thì sao? Giá sân bay nó đủ như đó anh, cái số ký á. 19 kg lấy hộp. Lấy hộp ra. À, để lấy hộp ra, lấy hộp ra khoảng mất hết mấy ký. À đúng rồi. Anh còn phải bỏ hộp nó mất nhiều lắm á. Bỏ hộp mất chừng 2 kg không? Ừ. Có hơn. Bây giờ có nhiêu đó hộp mà. Bây giờ mới con hộp. Bao nhiêu hộp đó đạt? Hộp này nó lép nhiều á. Hàng miền Tây lép. Thấy trong kia lấy hộp hộp lép nhiều quá bạn. Bây giờ mình quay quy trình lấy hộp cho các bạn coi nha.
thấy hột lép nhiều quá. Rồi tí nữa qua mấy cái này đủ chưa? 16 kg cầm. Quá ngon. Chủ con lên luôn, đi sớm miền Tây thì bán ngon gì. Tỉnh luôn. Có gì cao sen rồi sáng nào không có ăn nào, lại chốt gì mười mấy ký cơm gì. Phải ghê đúng không? Rồi, rồi. Không ăn gì cao sen. Ê, vậy là tụi viên chính không kịp bán à? Đúng rồi. Vậy giờ nó tôi 19 kg rồi, bây giờ bao nhiêu ký rồi, nhiêu trái rồi? Từ lương của anh hai sọt anh chết rồi, cho tạ ha. Ngày làm 4 tiếng bây giờ cua có tạ từng làm 2 tiếng 6 4 tiếng là 4 tiếng kia đi nhậu sức dưới chào chào cháu bốn trời ơi cơm vàng đá rồi. Rồi em ơi rồi về. Ủa chụp chưa anh? Rồi đủ rồi, đủ rồi. Rồi. Đủ rồi Dũng ơi. Đấy, đủ rồi, đủ rồi. Đó. Đó đi anh. Thôi sao cái điện năng mất rồi. Căng lại. Có chừng quắc nè. Đã có ghi vô giấy mà. 17. Hồi nãy là 17 phải không? Mỗi chừng mới làm 17. Cái lúc á, không có quay á, thì đó sao Dũng? Sao sao? Lúc quay nhiều á, mỏ giò á, sao anh mệt quá. Sao vậy anh? Đủ rồi. Sao vậy anh? Hả? Bởi vì cái vòng đời không có thì sao khác đâu. Có thì ngồi nói chuyện với Dũng ngồi cả buổi. Dũng ơi, khách đâu rồi em? Rồi lúc cả đóng á thì thôi anh mệt quá rồi Dũng ơi. Sao cho vừa lòng người? Em bởi vậy. Từ lúc mình nói cái vụ buffet và đủ trong kia bm re luôn hy vọng là đang đánh tâm lý anh à, đánh tâm lý sao có chuyển chủ đề có nên hay là không à. Chẳng nhẽ chẳng lẽ là dẫn Dũng bé Tiên rồi đi không dẫn anh Lộc rồi không dẫn hai nghệ tử mỗi gia đình cử đại diện à, cử đại diện chẳng lẽ nói thằng Đạt đi mà không nói vợ thằng Đạt mình đó thì đó thì mình mới nói kêu ông này nhiều chuyện người ta buôn bán mà ông gài kèo chết. Em gài kèo hoài á mà khó ăn của bà chủ lắm. Đâu, lúc trước rồi bà chủ dẫn đi nhậu hoài gì nhậu. Lúc trước thì có nhậu thôi. Vô một lần á, dạo này. Sau lưng có người đàn ông thành công rồi cái gì? Người phụ nữ. Rồi sau lưng có người phụ nữ thành công rồi cái gì? Là người gì? Là gì nè? Mới hỏi. Rồi. Sau lưng người phụ nữ thành công á là có nhiều người đàn ông phía sau. Gối hơi càng ha à tắt máy đi chậm nó kể cho muốn phương cái vụ này để lại đi đó sao đâu ê ờ cũng quá hay nó bị cái này luôn này vô mình kiểm tra phụ nha các bạn để lấy uy tín làm đầu mà không tại không thấy á chứ phải để kiểm tra phụ để qua đêm qua vô à, trong đó còn kiểm gì lên nữa trong đó nó còn qua một khâu kiểm định lên nữa anh ơi anh cứ yên tâm dư tính làm đầu mà giờ phải lấy dư tính chứ bây giờ thủ đổ cũng cấm rồi chất lượng lấy từ tâm kìa dù gì cũng lỡ rồi để mà tôi qua cái từ chất lượng lấy từ tâm mà có người lên báo cáo tôi ta kinh thiệt thương hiệu ra mấy người như nhóm mà mở tính mở vừa bán sầu riêng này kia rồi nghe mà chủ cầm chủ đỏ thì kia mà chắc thôi ở quê đi cho khỏe à cầm rau nuôi gà chắc chắn hơn không mà có sổ đỏ cầm là thứ hai đúng rồi quan trọng là cái sổ đỏ đâu cầm quan trọng là có sổ đỏ hay không tự nhiên hôm nay quay sầu riêng cứ nói sổ đỏ hoài bao nhiêu nữa nè ê đủ rồi đó không cái màu anh này anh lấy thêm 2 kg nữa em yên tâm đi bao nhiêu cũng sao đâu tại lấy hộp ra mà lấy hộp ra phải 20 kg rồi hơn 20 kg rồi 21 kg mấy rồi hơi đủ rồi đó các bạn quá rồi oh yeah rồi giờ Dũng vô nè
bây giờ công đoạn của mình thấy hôm nay là sẽ quá lép luôn nha bạn. Đâu ra luôn rồi. Luôn. Này lấy cơm ra nè, lắm nha bạn. Lấy hộp ra rồi. Ai cũng nói lép rồi, thấy hộp nào tròn chứ em bỏ vô hộp giống luôn. Trời ơi, nay lép nhiều chứ nè, hộp nhớ xíu rồi. Cái đợt đó vô mùa. Ai hỏi hạt lép mà có hạt lép luôn nha. Anh nói vậy là chiều đi chung mấy đứa nha thì cũng về không? Biết là có cho anh rồi, bắt quá anh Long phụ chủ sự. Hả? Có chứ, bắt quá hôm nay có chủ sự anh Long đó mà. Sao vậy chị? Vô làm chủ sự. Em là bố thê hay là gì là chị Thảo mà anh ta có hành lòng đó. Sao vậy chắc hả? Hôm nay là chuyện vui của anh. Không vui lắm, vui lắm. Vui đây, vui đây luôn nè. Sao mày đi vậy? Đồng đẻ, đồng đẻ. Đây em xin một xíu. Uống cái gì quay cái tí mà. Có chuyện muốn chờ. Hút chân thâm. Đây hôm nay em hút chân thâm hai bạn. Dũng thui lô mấy vỏ sầu riêng luôn. Đó, anh quay cái chỗ em ta đẻ kìa. Đâu? Đây. Và thui hai ông hơn 20 khoảng 30 kg cháy đầu, 30 kg cơm chứ cháy đầu. Khách vô. Khách đây đây nãy vô. Khách đây là 21 gần 22 kg. Lúc nãy khách vô nữa rồi. Còn lại. Cái này là được nhờ cái kiểu là do mày chứ. Sao lạ? Ê, chúng nó lấy hộp ra xong rồi lấy cơm nó cần lên. Đó, cho anh coi rồi. Đó, đưa cái đậu ra đâu, không, nói chung là hộp vẫn còn. Cho anh coi cái xíu luôn em. Bởi sầu riêng ngọt kia luôn nha. Có gì giải thích anh cho. Vẫn còn, có gì đè con lại thôi, cho hết. Nói chung là nó còn y nguyên á, không sao. Sớm giờ mình chưa bỏ vô miệng miếng nào hết được sao. Còn hộp nguyên nguyên đây. Đừng nói chuyện, lấy hộp nhỏ rồi đi, đừng lấy chuyện. Thôi còn nhiều vậy hả? Không có nhỏ không? 18, 9, 8, 5 ạ. Mai đeo khẩu trang vô nha. Đi gần 19 kg rồi. Rồi cứ vậy đi, rồi từ từ ngồi tiếp. Anh có đổi ý không? Đúng rồi, một chút lấy hộp ra hết cân rồi, coi được nhiêu anh nhắm cái hành lý anh đủ. Tính tiếp, đâu còn có đó mà ngồi ghế anh chơi, ghế gần đây. Anh có Mỹ lâu chưa? Chắc còn trẻ mà. À không không. Có vợ. À vợ qua trước hả? Ôi, rồi chứ không chân công rồi là mình có quà lắm luôn hả? Không chân công. Mà sao chưa là có lọc? À đúng rồi, có lúc trước có thì Đạt ơi, em canh lấy bịch cắt miệng, Đạt ơi. Thân quà trước sao cắt miệng bịch. Sao bảo về bên Việt Nam cưới vợ. Đợi cái khác hả? Đúng rồi. Anh chào phó công tình chưa? Cứ đây, anh đây là theo cái gì mà ở miệng gì đó. H.O. mượn gì mà chưa? H.O. xưa. Đó, nên là nguyên cả gia đình đi luôn á. À, đi hết luôn, ai chưa lập gia đình là đi hết luôn á. Điện lâu rồi. Rồi sao rồi, hắn làm ở Việt Nam, cùng cơ quan. Qua cái đó, qua cái đó sao không giống được ngày năm chiều về thì Việt Nam cứ dạo cảnh nhà qua ông cắt mười mấy phút đi. Ồ lâu tới sớm buổi sáng là chưa cua trái nào cái sáng là quay là chưa cua trái nào cái là anh tới là qua rồi con gái rồi luôn á. Không, 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 đứng quay. Giờ về cũng nén quá, giờ. Ủa chứ là Long chủ sự, bạn Long về là sao? Hả? Long chủ sự. Thôi, mấy cái này chủ sự thì mình quay YouTube, ở ngoài coi. Coi mà còn bị chữ nữa. Đó, đi ra ngay đây địa chỉ nha, bà cô chú. Đây, quay từ nãy giới thiệu, đọc rồi.
sư phụ vậy, ngoài la lên hả? Đó, ngon. Nó hình như nó sẽ khóc không? Phải anh đây, anh muốn hút hả? Sợ như thế nào? Nó sẽ khóc không? Nó phải tính tính rồi, bỏ cho con cá rồi. Quan trọng là nó thấy thơ rồi, thấy thơ rồi. Về là được đúng không? Nó cay. Nó không có bông đâu đó em. Dạ. Dạ. Cái này là em đang kéo nè bà cô chú. Chú Ngầu đâu chạy xe vô đâu, không xe chú Ngầu gửi à. Ông Phương ra không, ra không? Đứng đây quay nè. Nấu cay quá luôn á. Cái gì? Bữa nào đi ăn hủ tiếu gà vậy? Đi 2 tiếng vừa đủ rồi. Đúng rồi. Bà cảnh này quá, tính hết rồi. Em ăn 2 bữa em đi nhậu rồi. Tính hết rồi. Bữa nào đi nhậu Dũng ơi. Ê, lâu quá không thấy bà chủ dẫn đi nhậu này. Lọc thiệt quá. Rồi giờ đi nè. Cuộc đời mà phải đây, chẳng lẽ đi bán sầu riêng phải vô vụ mới đi 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 nhậu được. Mấy người làm ăn nó vậy cũng như anh vậy đó. Sao? Anh nhậu hoài luôn á. Mình thấy được sao vậy? Có không đó? Nghĩ sao vậy? Người gà làm gì mà phải vô vụ. Nó không vô vụ á là mới trúng được. Ngủ anh đi khó như gì mà anh đi nhậu hoài. Giỡn chứ nhiều lúc mấy đứa rủ đi mình đâu có đi đâu, đâu nhậu đâu. Mình đi á là công an nó hú. Bị công an hoài cũng ngại. Với lại nó đi xa đó, buổi tối đi làm về khuya quá nhậu rồi là công an nó lôi ra. Tôi cũng bảy mà về tới bên đây đường nào nó bợ lên cái đường nào đó. Xa quá. Chỉ bữa nào đi uống cà phê thôi. Cà phê mà. Cà phê vừa vậy nói hả? À, không ngủ em rồi. Ai? À, ông Lộc hả? À, ngủ anh Lộc. Bữa nào đủ anh Lộc. Ê, về bé Ti về nói anh Lộc tinh thần đồ đàng hoàng nha. Anh Long anh chuẩn bị sẵn rồi. Đó xuống mà. Chốt ngày anh đã lòng chốt ngày. Mới coi cả clip kìa. Kiểm tra cái đường hàng đó đàn ơi. Cho bung rồi, bỏ cho hành lý bung. Tới công xiện luôn. Tới công xiện luôn á. Rồi, giáo tên đi qua tới Mỹ luôn. Qua tới con rác ở bên Mỹ mà nó được cái tên thấy. Nhiều lúc mấy anh vua gia cư anh đi làm bầu và anh kêu ủa nó có là có tên của người sơ riêng hiếm nghĩa đây chứ chẳng lẽ qua với nó ăn sầu riêng sao rồi anh bỏ bỏ lại nói qua đó được rồi không có mình cắt đi hả có tên sầu riêng anh đang quyết định sao điện thoại của ai ạ? Đội đó giống gọi messenger luôn. Thật là đợt này là sầu riêng ngon á, nhiều lắm ông bà ơi. Có đặc biệt là có sầu riêng 4 tỷ, 4,4 ngàn lạng. Cái gì về hết dịch gần dễ cứu sổ đỏ. 4 kg thịt bò. Ủa? Bò có 200 mấy mà. 250. Nếu mà bê thui rồi đó là 500 ngàn ký á, 3 kg. Dạ. À, cuộc sống Sài Gòn TV với Út Phương quay không có lại. Coi cái clip hoàn này trên trang anh này nãy. Quay vô là. Là ra hả? YouTube, Facebook là không? Tích like lắm, quay rồi đăng. Trời dư rồi Dũng ơi. Đó là Dũng ơi. Dạ. TV. Dạ. Út Phương mình lắm. Quay anh trai. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Đợt này là về nói vợ xem clip. Anh đi mua sầu riêng. Cho anh lên hình đại diện luôn mà. Quay khui 20 kg sầu riêng là cuộc sống Sài Gòn TV mới tách làm 3 video. Bởi vì mấy đứa tới giờ nó tách, nó tách. Đây là. Sao? Ồ, ngon quá. Bye. Rồi.
bên cái kia. Rồi gần được nút bạc rồi. Dạ gần được nút bạc rồi. Đúng. Mới nút nhôm thôi. Trái nhỏ nhỏ. Trái này gần 2 có đem Facebook nữa đó anh. Cuộc sống Sài Gòn TV luôn. 355.000 anh trai ơi. Ok. Có khách vô này. Cui xong 20kg rồi đó. Lấy hộp cũng gần xong rồi các bạn. Đây 20kg sầu riêng lấy hộp thuốc chân không nè. Để đi Mỹ nè, cho anh trai nè. Đây là sầu riêng thành phẩm nè. Nhìn chất lượng luôn. Hộp nãy mình cần thử hơn ký mốt luôn các bạn. Hơn ký mốt à. Cái này qua làm quà thôi tuyệt vời. Hộp gì ra rồi qua bệnh bỏ ăn đá rồi lấy gì ra lấy muỗng múc ăn chứ cầm đâu được nữa, cầm nó rớt. Anh trai chốt 10, chốt triệu 11 triệu anh chưa mấy có sâu hả? Ủa mới nói nhiều quá à. 355.000 gần 2kg, ký chính 55-75g. Thử anh trai chập nước lên luôn á, tầm khoảng 2 giờ chiều là có. Xong kết thúc clip này về là lên luôn á. Anh đừng có lại like gì hết. Dạ không có, em quay mấy ảnh. Mấy ảnh này là anh coi sầu riêng là cứ cập nhật hai kênh này sầu riêng hết nghĩa là chỗ anh mua luôn á. Anh cập nhật cho anh luôn. Anh bảo luôn là thông coi này 300.000 như các bạn. Còn 2 kg. Cái này cái công mà mua sầu riêng đã đắt rồi và công mà đem qua bên tặng bên Mỹ để làm quà nữa, lửa vòng trái đất để làm quà nữa rất là ý nghĩa luôn. Rất là ý nghĩa luôn. Đây là thường ông bà cô chú rất là nhiều luôn, hiếu nghĩa sầu riêng, hiếu nghĩa đi về đi Mỹ rất là nhiều luôn nha. Đi Mỹ đi châu Âu cũng có. Mình không nói dốc nha, là ông bà cô chú cứ coi clip á là biết liền á, chứ không phải là nói dốc nha. Đi hoài luôn á. 355 45. Đây công đoạn của đi Mỹ tiếp tục. Thôi em cũng xin kết thúc video nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.